Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là Tổ công tác 282, Công an tỉnh đã ra quân triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tuần tra vũ trang trên các tuyến địa bàn và khu vực trọng điểm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công, chấn áp tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh công an nhân dân, giữ tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử chuẩn mực, tăng cường nắm tình hình, triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh việc tích cực phối hợp với Tổ 282 Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập các Tổ 282, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, chủ động triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Với tinh thần quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chỉ tính từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến ngày 25 tháng 8 năm 2024, Tổ 282 Công an tỉnh và Tổ 282 Công an cấp huyện đã phát hiện 9 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó có 5 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, phát hiện 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,133 gam ma túy các loại, xử lý 889 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 280 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Việc tăng cường triển khai các tổ 282 đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chấn áp tội phạm, xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024 QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó quy định độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng. Cụ thể, đối với người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1. Độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quy định như sau. Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C, BE. Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE. Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người kể cả xe buýt trên 29 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô chở người, giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo điều kiện sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô, xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng. Luật nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định độ tuổi của người lái xe trong lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024 QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó quy định thời hạn của giấy phép lái xe. Thời hạn của giấy phép lái xe được quy định như sau. Giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn. Giấy phép lái xe hạng B và C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bao gồm giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp,
giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia là thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về Giao thông Đường bộ năm 1968, sau đây gọi là Công ước viên cấp. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển của nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế công nhận giấy phép lái xe của nhau. Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Giấy phép lái xe không có hiệu lực trong các trường hợp sau đây. Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng. Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quyết định tại khoản 5 điều 62 của luật này. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định 4 trường hợp người lái xe phải tắt đèn pha, bật đèn chiếu gần, đồng thời thay đổi thời gian bật đèn xe. Về sử dụng đèn, khoản 2 điều 20 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần trong các trường hợp khi gặp người đi bộ ngang qua đường, khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động, khi gặp xe đi ngược chiều trừ trường hợp giải phân cách có khả năng chống chói, khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau. Như vậy, theo quy định trên, từ đầu năm 2025, người điều khiển phương tiện cần lưu ý 4 trường hợp phải tắt đèn chiếu xa, đèn pha và bật đèn chiếu gần, đèn cốt nêu trên. Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 12 điều 8 và khoản 3 điều 17 Luật Đường bộ 2008 áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, chỉ có trường hợp phải tắt đèn chiếu xa, tức là đèn pha, đó là cấm sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư trừ các xe được quyền ưu tiên, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa. Ngoài nội dung trên, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng đã thay đổi thời gian bật đèn chiếu sáng của xe. Theo đó, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn. Quy định cũ là bật đèn từ 19 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, theo Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đặc biệt, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 còn quy định có tới 28 hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ. Đó là điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng, xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đua xe, tổ chức đua xe, xúi dục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ, giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ, lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ, sản xuất, sử dụng, mua bán trái phép biển số xe, điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gắn biển số xe không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gắn biển số xe không đúng vị trí, bẻ cong, che lấp biển số xe, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe. Tại Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ như sau. Điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích, xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về giao thông đường bộ, đua xe, tổ chức đua xe, xúi dục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi lái xe, giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia giao thông.
đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về an toàn kỹ thuật, nhập khẩu sản xuất lắp ráp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về chất lượng an toàn, cải tạo xe ô tô loại khác thành xe chở người trừ cải tạo thành ô tô chở người phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, cải tạo trái phép, cố ý, can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, cố ý can thiệp thay đổi phần mềm điều khiển của xe, chở hàng hóa vượt quá khối lượng toàn bộ, tải trọng trục, kích thước cho phép của xe hoặc vượt quá tải trọng, kích thước giới hạn, cho phép của đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép hoặc không đảm bảo yêu cầu theo quy định của luật này, vận chuyển hàng hóa cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, động vật hoang dã, đe dọa xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, chở quá tải, quá số người theo quy định của pháp luật, lắp đặt sử dụng thiết bị âm thanh ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự an toàn giao thông, sản xuất sử dụng mua bán trái phép biển số xe làm thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe, làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên xe theo quy định của luật này, hủy hoại, làm hư hỏng, làm mất tác dụng thiết bị điều khiển giám sát giao thông đường bộ, đặt để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, cản trở người phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm, điều khiển vật thể bay, tàu bay không người lái, phương tiện bay gây cản trở hoặc nguy cơ mất an toàn giao thông.